Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ tư để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngay sau khi thông qua nghị quyết, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước. Trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử và cho biết đây là vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Chủ tịch nước bày tỏ mãi mãi ghi ơn công lao to lớn của các thế hệ đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế như ngày nay. Tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, những bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Kiên quyết đấu tranh, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, cổ vũ cho tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận công bằng với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước, đồng thời tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới, trên tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.